Xin kính chào quý khán giả, đây là bản tin Việt Nam tối ngày 18 tháng 5 năm 2017. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể mở ra những cuộc đối thoại với những người có ý kiến khác biệt với Đảng. Đó là lời của ông Võ Văn Thường, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, tại hội nghị trực tuyến sơ kết một năm việc thực hiện chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh. Ông Thưởng cho biết là ban tuyên giáo trung ương, tức là cơ quan lo vấn đề về tuyên truyền của Đảng, đang chờ ban bí thư trung ương Đảng hướng dẫn việc tổ chức các cuộc đối thoại trao đổi này. Ông Thưởng tuyên bố là Đảng Cộng sản Việt Nam không sợ đối thoại và tranh luận. Xin được nhắc lại là từ khi Đảng Cộng sản lên cầm quyền ở miền Bắc Việt Nam vào năm 1954 và cả nước Việt Nam từ năm 1975, Đảng Cộng sản là đảng duy nhất cầm quyền và ý thức hệ cộng sản là ý thức hệ duy nhất được cho phép phổ biến một cách chính thức. Tuy nhiên trong thời gian hơn 10 năm qua có nhiều tổ chức ra đời, có nhiều cá nhân nêu lên những quan điểm khác với Đảng Cộng sản. Trong đó, lần lớn nhất là vào năm 2013, có nhiều trí thức cùng ký tên yêu cầu xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp. Nhưng đề nghị đó đã không được chấp nhận. Điều 4 này ghi rõ chỉ có Đảng Cộng sản mới được cầm quyền mà thôi. Thưa quý vị, Hội nghị các quan chức tài chính cao cấp của tổ chức APEC Họp tại Ninh Bình vào ngày hôm nay và được biết rằng là, là cuộc họp này dự định sẽ kéo dài trong 2 ngày. Tổ chức APEC bao gồm 21 thành viên là các quốc gia trong vùng châu Á Thái Bình Dương. Trong hai ngày họp, hội nghị sẽ bàn thảo 4 chủ đề đã được đưa ra trong hội nghị cấp thứ trưởng bộ tài chính, các phó thống đốc ngân hàng trung ương của các quốc gia thành viên APEC mới diễn ra vào tháng 2 vừa qua tại thành phố Nha Trang. 4 chủ đề đó là đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, yếu kém của hệ thống thuế, việc chuyển dịch lợi nhuận và vấn đề tài chính toàn diện cho xã hội. Tháng 10 năm nay, bộ trưởng tài chính của các quốc gia thành viên APEC sẽ tiếp tục gặp nhau ở thành phố Đà Nẵng để bàn về kế hoạch của lần họp tại Ninh Bình này. Các nước phát triển bao gồm cả Việt Nam mỗi năm bị thất thu 100 tỷ Mỹ Kim vì các thiên đường thuế. Số tiền này có thể giúp 124 triệu trẻ em đang bỏ học được đến trường và cứu sống 6 triệu trẻ em. Tổ chức Oxfam vừa công bố danh sách 15 thiên đường thuế ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội. Danh sách ngoài Việt Nam bao gồm có Hồng Kông, Singapore, Hà Lan và nhiều các quốc gia khác. Theo Oxfam, các tập đoàn đa quốc gia đang thực hiện các hoạt động tránh thuế, bằng cách mở chi nhánh tại các thiên đường thuế này và chi khoản lớn để vận động hành lang giảm thuế. Trong khi đó, các nước phát triển thực hiện ưu đãi thuế có hại, thậm chí giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 0% và tăng thuế lũy thoái như thuế giá trị gia tăng để bù đắp thất thu. Điều này làm tăng gánh nặng thuế với những người yếu thế. Báo cáo tài khoản quốc gia của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy năm 2014, cứ 2 đồng chi cho y tế thì gần 1 đồng được trả từ túi người dân. Điều này khiến 600.000 hộ gia đình trên mức trung bình trở thành nghèo đói sau khi mắc bệnh hiểm nghèo. Thưa quý vị, khoảng 1 triệu rưỡi heo nuôi để lấy thịt trên cả nước đang chờ được giải quyết. Đó là báo cáo của Cục chăn Nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Theo tin từ Cục Chăn Nuôi, trong thời gian qua khoảng từ 200.000 đến 250.000 tấn thịt heo đã được thanh lý. Kết quả rất tốt này khiến Cục Chăn Nuôi hy vọng có thể đẩy được mức tiêu thụ lên cao hơn trong tháng 5 này cũng như tháng 6 tới đây. Vấn đề thặng dư heo nảy sinh từ mấy tháng nay. Từ khi thịt heo liên tục rớt giá, mức cung vượt quá mức cầu, nhà chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua bán. Giá heo hơi tính từ đầu tháng 5 là 18.000 đến 20.000 đồng một ký tức là vẫn nằm trong mức thua lỗ mà người dân phải chịu. Dự báo tình hình mua bán heo vẫn còn khó khăn trong tháng 6. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam cho hay tính đến sáng sớm ngày thứ năm 18 tháng 5, chỉ còn một vài trường hợp máy tính nhiễm mã độc WannaCry ở Việt Nam. Vẫn theo số liệu của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, mã độc WannaCry xâm nhập khoảng 300.000 máy tính chạy hệ điều hành Windows tại 99 quốc gia trong đó có Việt Nam. Đến giờ chỉ còn chừng 7.000 máy bị nhiễm và riêng Việt Nam chỉ còn có vài trường hợp. Trường hợp nhiễm WannaCry đầu tiên ở Việt Nam được ghi nhận tại một máy chủ ở tỉnh Thái Nguyên chiều ngày 12 tháng 5. Đến ngày 13 tháng 5 thì Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam loan báo biện pháp khẩn cấp trong việc ngăn chặn và đề phòng mã độc hại này. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình mạng 15 phút mỗi ngày của RFA được phát hình trực tiếp lúc 8 giờ 15 phút sáng giờ Việt Nam mỗi ngày từ thứ ba tới thứ bảy và chương trình tổng hợp tin tức thời sự 30 phút lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam mỗi thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên Facebook và YouTube cũng như trên trang chủ RFA tiếng Việt với tin tức cập nhật trung thực chính xác tập hợp các diễn biến tường trình từ Việt Nam do các cộng tác viên từ trong nước và đội ngũ phóng viên nhiều năm kinh nghiệm thực hiện. Chương trình truyền hình RFA mong sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị. Vừa rồi là bản tin tối ngày 18 tháng 5 năm 2017. Chân như cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp cho chương trình, xin gửi email về địa chỉ viettvavongrfa.org. Chân nhiên xin cảm ơn và hẹn gặp lại.